Thưa quý vị, thưa các bạn, một số ngành sản xuất xuất khẩu như dệt may, da giày, nông sản, vân vân, được dự báo trong ngắn hạn sẽ bị tác động bởi dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Để ứng phó, ngành da giày đã tính đến những giải pháp nhập nguồn nguyên liệu từ các thị trường khác để thay thế nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, chuyển hướng đẩy mạnh xuất khẩu qua các thị trường mới, đảm bảo duy trì ổn định, tinh thần và đời sống của người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình dịch bệnh hiện tại ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành da giày bởi sự thiếu hụt trong ngắn hạn về nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất có nguồn gốc từ Trung Quốc và sự sụt giảm về sản lượng do sụt giảm về nhu cầu tiêu dùng. Trong trường hợp diễn biến dịch cúm kéo dài, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong ngành có thể bị giảm khoảng 15-20% so với năm 2019. Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao thương đã bị thay đổi kế hoạch, thậm chí bị đình hoãn. Điều này gây ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn. Để ứng phó với tình huống xấu nhất, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các đối tác cung cấp nguyên phụ liệu thay thế trong nước và các đối tác các nước không thuộc các khu vực có dịch. Đồng thời, chủ động tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sản xuất linh hoạt để kịp thời bù đắp kế hoạch sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong cái kế hoạch sản xuất của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án dự phòng về các cái xuất nhập khẩu, đặc biệt là những vấn đề về nhập khẩu nguyên phụ liệu. Trước đây chúng tôi có những cái phụ thuộc rất là lớn vào các cái nguồn nguyên liệu của nhập khẩu từ Trung Quốc. Thì để đưa ra được những cái giải pháp kịp thời như phát sinh như hiện tại thì chúng tôi đã phải rất là nỗ lực và tìm kiếm và khai thác thêm những cái nhà cung cấp nguyên vật liệu ngoài Trung Quốc. Với hai dây chuyền công suất 120.000 đến 150.000 một đôi trên tháng, hiện nay công ty hóa dệt Hà Tây chỉ còn đủ nguyên liệu dự trữ để sản xuất đến hết tháng 3 năm 2020. Và nếu không tìm kiếm được nguồn nguyên phụ liệu bổ sung thì sẽ phải dừng sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của khoảng 600 công nhân và kèm theo đó là những hệ lụy khó lường đối với doanh nghiệp trong dài hạn. Đến thời điểm hiện tại, với những đơn hàng sử dụng 100% nguyên liệu trong nước hoặc nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc thì không bị biến động và công ty đang tích cực triển khai. Tuy nhiên, với những đơn hàng sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc để có nguồn nguyên liệu bổ sung thay thế, công ty đã chủ động liên hệ và làm việc với các đối tác trong nước cũng như một số quốc gia đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ. Song đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi về khả năng đáp ứng được yêu cầu đặt hàng. Thì từ khi mà phát sinh ra cái dịch bệnh này thì hiện tại bây giờ là toàn bộ cái phần vật tư sau Tết là đều không có cái về, tức là không thể nhập khẩu về được. Hiện tại bây giờ đến ngày hôm nay thì toàn bộ cái phần nguyên liệu mà chúng tôi dự kiến để nhập sau Tết nhập về để sản xuất cho các đơn hàng trong tháng 3, tháng 4 thì là đều chưa nhận được và cũng chưa có thông tin. Để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và các giải pháp ứng phó với những tác động bất lợi của dịch nCoV gây ra, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương kết hợp với Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực da giày để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và các giải pháp ứng phó với những bất lợi của dịch nCoV gây ra. Tại các buổi làm việc, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, đại diện Cục Công nghiệp nhấn mạnh dịch cúm nCoV không chỉ trực tiếp gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân mà còn tác động rất bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và giao thương của cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ với quan điểm nhất quán là phòng chống dịch hiệu quả, song vẫn phải đảm bảo ổn định thị trường, ổn định sản xuất, kinh doanh, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Bộ Công Thương đã có báo cáo sơ bộ trình Chính phủ về nhóm các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung khơi thông đến mức cao nhất có thể luồng hàng hóa xuất và nhập khẩu nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước. Đồng thời, giảm áp lực tồn đọng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước ngoài, tích cực tìm kiếm, kết nối các đối tác nước ngoài với các đối tác trong nước. Các đơn vị chức năng của Bộ
phối hợp với các đơn vị liên quan, tích cực làm việc, trao đổi với doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo lãnh đạo bộ, xây dựng các phương án hỗ trợ doanh nghiệp trình chính phủ xem xét, thông qua để triển khai thực hiện nhanh nhất. Sau quá trình làm việc với một số doanh nghiệp cũng như là tìm hiểu liên hệ với qua các hiệp hội cũng như là các doanh nghiệp thì phía Cục Công nghiệp cũng có cái đề xuất với lãnh đạo bộ cũng như là cũng để tham vấn cho lãnh đạo bộ là có những cái giải pháp để trình lên chính phủ tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. Cùng với doanh nghiệp cả nước, các doanh nghiệp ngành da giày cũng cần chủ động trong việc nắm bắt thông tin, nhất là những thông tin về cơ chế, chính sách, những thông tin liên quan đến thị trường trong và ngoài nước được các bộ, ngành chính thức đưa ra để có phương án ứng phó hiệu quả của riêng mình. Đồng thời, doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc thông qua các hội, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng đưa ra những đề xuất kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian cao điểm của dịch nCoV và hậu dịch bệnh. Về phía hiệp hội da giày thì chúng tôi thứ nhất là luôn theo sát, nắm bắt cái tình hình cụ thể của phía doanh nghiệp để phản ánh kịp thời tới các cái cơ quan chức năng, bộ ngành chính phủ để đưa ra các cái biện pháp tháo gỡ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng có cái sự liên kết, kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà cung ứng trong nước để giúp làm sao mà chúng ta giải tỏa được những cái bước ban đầu trong cái vấn đề khó khăn trong việc cung ứng nguyên phụ liệu, cũng như là phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để thông tin trong cái quá trình mà kiểm soát dịch bệnh, các cái phương án phòng chống dịch bệnh để đảm bảo được quá trình sản xuất nhưng cũng đảm bảo được các cái độ an toàn cho tất cả người lao động cũng như là hệ thống sản xuất. Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, các doanh nghiệp da giày cần phải tích cực nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chủ động hơn trong việc phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Về dài hạn, các cơ quan bộ ngành sẽ nghiên cứu đưa ra những giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất, để chủ động nguồn nguyên phụ liệu, dịch chuyển cơ cấu trong chuỗi sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.